Ở một thế giới khác, nơi mà tiền bạc không phải là thứ được coi trọng và người ta dùng nụ hôn, mua bán, trao đổi như một loại tiền tệ. Em lấy cái váy này. 10 cái hôn. Gói vào cho con gái chú. 10 cái hôn nhỉ. Thôi anh ở đây nhiều người mà. Thôi em ngại lắm. Thế về nhà anh nhé. Em ơi, thỉnh thoảng giúp anh đi. Dạ, của anh chị là 10 hôn ạ. Được. Thôi anh. Anh trả nhiều rồi, hay để hôm nay em trả cho. Thế sao được, để anh. Thôi để em. Để anh. Để em. Để anh. Để em. Lương tháng này đâu? Thế còn thưởng Tết nữa? Ở đây, việc đưa tiền được thay thế bằng tình yêu thương. Xong chưa con? Xong rồi ạ. Bố ơi! Mẹ ơi! Con về rồi! Năm nay, tôi sẽ thưởng Tết sớm cho mọi người! Cuộc sống sẽ đẹp đẽ và tuyệt vời hơn biết bao nếu người ta trao cho nhau những yêu thương thay vì chỉ đặt nặng chuyện tính toán thiệt hơn. Con gì cho con? Mà lì xì con. Tuyệt vời. Con trai. Con nào? Ông muốn không? Ở thế giới mà chúng ta đang sống thì lì xì thực ra cũng chỉ là cách để ta trao gửi thương yêu. Dung Việt theo Pay, lì xì chào yêu thương.